Có rất là nhiều anh chị học viên hỏi em rằng hiện tại em đang làm việc ở đâu, và đây chính là nơi em đang gắn bó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Đặng Lâm. Và ngày hôm nay em sẽ trả lời cho anh chị mình tại sao khi học lái xe anh chị mình nên đăng ký tại Trung tâm và Đào tạo Sát hạch Lái xe Đặng Lâm. Có bốn yếu tố anh chị mình cần quan tâm trước khi chúng ta đăng ký học lái xe. Yếu tố thứ nhất đó là chúng ta quan tâm về cơ sở hạ tầng. Yếu tố thứ hai chúng ta cần quan tâm đó là về phương tiện. Yếu tố thứ ba chúng ta cần quan tâm đó là quy trình đào tạo. Và yếu tố cuối cùng đó là yếu tố con người. Thì anh chị sẽ cùng theo chân em chúng ta đi tìm hiểu từng yếu tố một. Ngay phía sau lưng em đây chính là sảnh chính của Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe Đặng Lâm. Anh chị thấy một cơ ngơi rất là nguy nga và hành tráng. Anh chị mình sẽ được học và tập lái xe ở chính nơi này. Khi anh chị mình có mặt tại lầu 1, anh chị mình sẽ thấy phòng luật giao thông đường bộ, anh chị mình còn gọi là phòng lý thuyết. Anh chị hãy theo chân em khi chúng ta vào phòng lý thuyết có những gì. Thì đây là toàn bộ khuôn viên của phòng lý thuyết. Anh chị thấy phòng lý thuyết của chúng ta sẽ có sức chứa được khoảng từ 70 đến 80 anh chị học viên, ngồi là rất thoải mái. Ở xung quanh phòng, anh chị sẽ thấy theo những khung hình của phần lái xe hình của chúng ta. Chúng ta nhìn những khung hình này cũng rất là dễ, hoặc trước mặt chúng ta đây có những cái biển báo. Còn về vấn đề tiện ích thì chị sẽ thấy có trang bị rất là nhiều quạt máy lạnh, thì chắc chắn rồi khi chúng ta đến đây học, tư thế tâm lý của chúng ta học sẽ rất là thoải mái. Và một cái điều không thể thiếu ở mỗi buổi học đó chính là máy chiếu. Chúng ta sẽ được trang bị hệ thống máy chiếu cũng rất là hiện đại luôn. Anh chị sẽ gặp em ở chính cái căn phòng này. Vào các ngày thi thì anh chị mình sẽ vào phòng đợi sát hạch lý thuyết. Sau khi chúng ta đợi sát hạch lý thuyết xong, chúng ta có danh sách, chúng ta sẽ vào phòng sát hạch lý thuyết. Phòng sát hạch lý thuyết sẽ ở phía trong cùng này. Nhưng vào ngày thường như thế này, phòng sát hạch lý thuyết sẽ không mở cửa, mà sẽ mở cửa phòng thi mô phỏng 120 tình huống. Khi anh chị mình học giấy phép lái xe, chúng ta phải trải qua lý thuyết và mô phỏng. Và đây chính là nơi chúng ta có thể vào để luyện tập. Khi chị luyện tập tốt rồi, chắc chắn là chị sẽ thi tốt. Đây chính là phòng học cabin mô phỏng. Khi chị mình học, chúng ta sẽ trải qua những phần học như là lý thuyết, cabin mô phỏng, thực hành. Thì đây là phòng học cabin. Anh chị sẽ thấy chúng ta sẽ có hai cabin. Đối với cabin này, chúng ta sẽ áp dụng thời gian học là 3 giờ đối với một học viên. Sau khi chúng ta kết thúc khóa học, anh chị mình sẽ trải qua hai kỳ thi, là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi sát hạch. Thì đây chính là phòng hội nghị. Trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp và sát hạch, anh chị mình đều phải ký hồ sơ, và đây là nơi chúng ta sẽ đợi đọc tên để ký hồ sơ. Khi nói về cơ sở vật chất, chắc chắn em phải nói về sân tập xe của chúng ta. Anh chị nhìn thấy phía xa xa kia, ở ngay căn nhà mát kia, đó chính là sân thô của chúng ta, nơi anh chị mình sẽ tập xe hàng ngày ở vị trí đấy. Và một điều mà anh chị nào học lái xe cũng mong muốn, đó là khi chúng ta học lái xe cùng ở một trung tâm, chúng ta sẽ được thi tốt nghiệp ở trung tâm đấy. Và một điều nữa đó là chúng ta cũng được thi sát hạch ngay trên sân mà chúng ta thi tốt nghiệp, thì là một thuận lợi vô cùng. Em nghĩ rằng chắc chắn những anh chị đã từng học lái xe, anh chị hiểu điều này. Ở đây chính là sân thi của chúng ta. Anh chị thấy hiện tại bây giờ đang có rất là nhiều anh chị đang tập luyện để chuẩn bị cho ngày thi sắp tới. Sân của chúng ta vừa mới vừa đẹp, xe của chúng ta vừa tuyệt vời, thì tỷ lệ thi sát hạch ở đây nó rất là cao. Anh chị mình thi sẽ thấy vô cùng dễ dàng. Sau khi tìm hiểu về cơ sở hạ tầng, chúng ta sẽ tìm hiểu về phương tiện để chúng ta học lái xe. Thì đối với phương tiện, một điều cũng cực kỳ quan trọng luôn anh chị mình. Khi chúng ta học ở trên những mẫu xe mới thì chúng ta lái nó sẽ đơn giản và nó dễ dàng hơn. Và anh chị sẽ nghe nói rằng đối với Trung tâm Sát hạch Đặng Lâm là một dàn siêu xe. Tại sao chúng ta lại gọi siêu xe? Đó là toàn bộ những chiếc xe chúng ta học lái đều là xe mới. Thì anh chị thấy ở đây sẽ có hai mẫu xe, là mẫu xe A-Sen và mẫu xe Vios. Thì mẫu xe A-Sen và Vios là chúng ta sẽ dành để học hạng giấy phép lái xe B1 và B2. Còn lại B2 chúng ta cũng sẽ tiếp tục học loại nào nữa, đó là những chiếc xe tải ngay bên trước mặt em đây. Thì anh chị mình khi học B1 chúng ta trải qua một dòng xe số tự động thôi, nhưng đối với học B2 chúng ta lại được trải nghiệm qua rất là nhiều loại xe khác nhau, nào là xe số tự động, nào là xe số sàn, xe con của chúng ta như là A-Sen. Và chúng ta cũng được trải nghiệm luôn dòng xe tải này. Đây là những chiếc Kia xe tải rất là mới luôn anh chị mình. Cho nên là
khi anh chị mình đi học lái xe, chúng ta ngồi lên xe mới, chúng ta cảm thấy vô cùng sung sướng và dễ dàng thích thú. Thật là thiếu sót khi mà chúng ta nói đến xe của B1, B2 mà không nói đến xe C. Và ngay sau lưng em đây chính là một chiếc xe tải C. Khi anh chị mình học xe tải hạng C, thì anh chị mình sẽ học bằng những chiếc xe như thế này. Anh chị cũng thấy là một mẫu xe nó khá là mới, xe Isuzu của chúng ta. Mẫu xe này khi mà em chạy xe em cũng rất là thích. Và anh chị mình được học trên mẫu xe này thì là một điều tuyệt vời, thuận lợi cho việc sau này anh chị mình điều khiển chiếc xe an toàn tham giao thông, và khi anh chị mình thi sát hạch lái xe nó cũng vô cùng dễ dàng. Hiện tại em đang đứng tại khu vực tập số nóng, số nguội, tập đánh lái, tập đạp côn, tập vào số, vân vân vân. Nói chung buổi đầu tiên khi anh chị mình đến học thực hành, chúng ta sẽ có mặt tại khu vực này. Và có nhiều anh chị nghĩ rằng khi mà chúng ta học buổi đầu tiên, chúng ta học những cái bài cơ bản như vậy, chúng ta sẽ học trên một chiếc xe rất là cũ kỹ. Nhưng em xin thưa, ở đây chúng ta không có như vậy. Anh chị thấy một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn. Mục đích khi chúng ta tập trên chiếc xe này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác đánh lái đúng nhất, hoặc là khi chúng ta vào số, chúng ta đạp côn nó cũng chính xác nhất. Điều đấy nó sẽ giúp cho chúng ta vô cùng thuận lợi khi chúng ta học những buổi học phía sau. Đây là khuôn viên của nhà để xe. Khi anh chị mình tới đây học và thi, thì anh chị mình sẽ để xe tại đây. Một nơi có mái che, cây cối rất là mát mẻ, cho nên khi để xe đây chúng ta cũng yên tâm, không sợ xe của chúng ta bị nắng. Em không biết anh chị như thế nào chứ mỗi khi em mà để xe trời nắng em rất là xót. Khi em về đây em hoàn toàn yên tâm. Nói về tâm linh thì anh chị thấy ở đây chúng ta có những con rùa, những cụ rùa, em hay gọi là cụ. Mỗi sáng mai đến em đều chào cụ rùa này. Chúng ta còn một cụ rùa bự hơn nữa. Đây, ở đây còn một cụ rùa 6 kg nữa. Cụ này là cái sáng mai em thấy, em tới em sẽ thấy cái chào cụ rùa này. Cụ rùa rất là bự, anh chị thấy chưa? Đó. Em sẽ thả xuống. Và ở đây chính là nơi mà anh chị nào mà tin về tâm linh, chúng ta sẽ ở đến đây. Có rất nhiều anh chị nghĩ rằng khi đến trung tâm chúng ta chỉ để học lái xe. Nhưng khi đến với Đặng Lâm, ngoài việc học lái xe ra, anh chị lại có thêm một cái cảm giác nữa, giống như chúng ta đang đến một cái khu resort để chúng ta nghỉ dưỡng. Và anh chị hãy theo chân em chúng ta khám phá khu resort này. Khi em đang đứng ở vị trí này, có nhiều anh chị lại bảo em đang ở Đà Lạt, nhưng không phải ạ. Ở đây chính là trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Đặng Lâm. Anh chị thấy quang cảnh ở đây đẹp mộng mơ, không khác gì Đà Lạt thu nhỏ không anh chị mình. Sau khi anh chị mình đi tham quan ngắm cảnh thì anh chị mình sẽ có một nơi nghỉ ngơi, và hiện tại em đang ngồi ở một vị trí là một chiếc bàn đá, và ngay phía bên phải em đây chính là căng tin của chúng ta, một căng tin 5 sao dành cho một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Sau khi tìm hiểu về cơ sở hạ tầng, về phương tiện để chúng ta tập luyện, và cái thứ ba chúng ta cũng cần quan tâm và cũng vô cùng quan trọng, đó là quy trình đào tạo, thì trung tâm sẽ đưa ra quy trình đào tạo với 3 bước. Đầu tiên là chúng ta sẽ học về cơ bản. Cơ bản là sao? Có nghĩa là anh chị sẽ tìm hiểu về xe, chúng ta biết về xe. Khi anh chị mình hiểu về xe rồi thì anh chị mới lên xe, chúng ta bắt đầu nó mới an toàn. Rồi sau khi chúng ta tìm hiểu cơ bản, chúng ta sẽ cho xe lăn những cái vòng bánh xe đầu tiên và sẽ có giáo viên hỗ trợ chúng ta rất là nhiệt tình. Cái bước thứ hai chúng ta sẽ tiếp tục, đó là chúng ta đào tạo nâng cao. Sau khi cơ bản anh chị mình sẽ đào tạo nâng cao, đó là quá trình chúng ta chạy đát. Trong quá suốt quá trình chạy đát, giáo viên sẽ hướng dẫn chúng ta cách xử lý các tình huống giao thông khi chúng ta gặp trên đường. Ví dụ như trong một tình huống đấy, chúng ta cần xử lý như thế nào là tốt nhất, xử lý như thế nào là an toàn nhất. Rồi sau khi chúng ta đã học cơ bản xong, học về nâng cao xong, anh chị đã vững tin chạy xe ngoài đường rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó chính là ôn luyện xe hình tổng hợp. Ôn luyện xe hình tổng hợp giúp cho chúng ta điều gì? Đó là giúp cho chúng ta sẽ thi đạt kết quả cực kỳ cao trong 2 kỳ thi, đó là kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi sát hạch.
quy trình đào tạo cực kỳ chặt chẽ như vậy thì không có điều gì mà khiến cho chúng ta ngần ngại sau khi chúng ta đã có giấy phép lái xe, chúng ta điều khiển xe một cách an toàn. Điểm thứ tư chúng ta sẽ nhắc đến đó là yếu tố con người. Thì anh chị mình khi bước chân vào trung tâm sát hạch Đặng Lâm, anh chị sẽ gặp nguyên các bạn lễ tân rất là nhiệt tình, rất là dễ thương luôn. Rồi sau đấy chúng ta sẽ gặp rất rất là nhiều anh chị nhân viên của trung tâm cũng rất là tận tình với anh chị mình. Anh chị gặp bất kỳ nhân viên ở trong trung tâm đều được hướng dẫn và đều được hỗ trợ hết mình luôn. Và một cái yếu tố quan trọng nữa về vấn đề con người đó chính là giáo viên. Giáo viên là người cùng anh chị đi suốt quá trình học tập của chúng ta. Thì anh chị mình sẽ thấy rằng những giáo viên ở Đặng Lâm sẽ đào tạo theo đúng quy trình và cái thái độ của giáo viên rất là nhiệt tình đối với anh chị mình. Anh chị mình sẽ hoàn toàn yên tâm. Vừa rồi anh chị đã đồng hành cùng đội nhóm chúng ta tìm hiểu bốn yếu tố của trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Đặng Lâm, đó chính là cơ sở hạ tầng, phương tiện được tập lái, quy trình đào tạo và cuối cùng là yếu tố con người. Thì để những yếu tố này hoàn thiện, chắc chắn một điều chúng ta không thể nào không nhắc tới ban giám đốc của trung tâm. Thì mọi thứ nó hoàn thiện, mọi thứ đi vào vận hành một cách tốt như vậy đều là do sự chỉ đạo tốt của ban giám đốc. Nếu anh chị mình muốn trải nghiệm, chúng ta muốn tìm hiểu về trung tâm, anh chị hãy theo cái địa chỉ em để phía bên dưới, anh chị mình sẽ cùng đến Đặng Lâm và chúng ta cùng cảm nhận về trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Đặng Lâm.